Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại một vlog tiếp theo ha. Thì nãy giờ ngồi uống cà phê sáng với thằng bạn anh em ạ. Đang ở trên Biên Hòa ha. Thì hôm nay có một cái chuyến về nhà. Đó. Về dưới Xuân Lộc, dưới Đồng Nai. Thì sẵn tiện nói chuyện với thằng bạn, nó lại ngồi nói gạ ở mỗi chiếc xe của mình anh em ạ. Chiếc Winner V1 thần thánh của mình nè. Nó ngồi nó gạ kêu là giờ có để lại không, kêu xe này giờ để lại cho nó tầm 20 triệu, tại vì nó thích cái dòng V1 này quá. Mới uống cà phê với nó xong thì lại rảnh quá rồi quay vlog chém gió với anh em một chút ha. Bây giờ Winner V1 cũ nãy ngồi nghiên cứu, kêu là thằng bạn mình cũng định mua một chiếc xe cũ mà tầm 18 triệu. Thì 8 triệu xe cũ bây giờ khá là nhiều. Winner V1 thì mình có khuyên với thằng bạn mình là thôi nên mua xe mới đi, chứ đi ba cái dòng cũ này nó sửa cũng bằng tiền mua. Tại vì cơ bản á, khi mà mình mua một chiếc xe cũ á, phải xác định một điều là anh em chấp nhận là chiếc xe đó nó xuống lắm, từ động cơ cho tới dàn áo, nói chung tất cả chi tiết nó sẽ xuống. Tại vì nó tuổi đời là 4-5 năm rồi, mà anh em đi xe anh em cũng hiểu một vấn đề, mà đi 4-5 năm thì xe nào mà chịu nổi. Như mình đây là đi 4-5 năm nay, mà do mình đi ký xe thì may ra nó còn được. Còn gặp mấy chiếc xe mà kiểu anh em chạy mà kiểu không có bảo dưỡng nhiều á, mà lại đi đường bào tua nhiều hoặc là chạy kiểu phá nè, là chiếc xe nó không có được gọi là trong tình trạng ok. Có thể là những chỗ người ta mua đi bán lại người ta có thể dọn lại rồi, nhưng mà cũng vậy anh em ạ. Có nhiều chỗ xe tua đồng hồ mới chạy cả 100.000 cây, tua lại có cả tua lại có mười mấy 20.000 cây, kêu xe ít chạy. Nhưng thật sự là cái vấn đề mua xe cũ là anh em nào tỉnh là nhìn xe là biết liền, chạy mấy chục ngàn cây mà chỉ có chi tiết mà nó banh hết á, thì nó hơi sai sai. Còn chỉ có chạy trên 50-60.000 cây, chạy 3-4 năm chờ chạy ngoài đường hoặc chạy phá liên tục thì xe nó mới xuống. Còn anh em, nói chung anh em nào đi mua xe cũ là mình phải có cách nhìn xe, thì mình cũng phải là người chuyên đi mua xe cũ và mình không có mua bao giờ, nên mình không thể ngồi phán bậy phán bạ được. Vấn đề mấu chốt ở đây là my fan của mình nó định mua một chiếc xe cũ đời V1 giống mình, tại vì nó giá nó thì rẻ, không thì mấy 20 thôi bằng một chiếc xe quay, mà nó hít động cơ 150 đó, cơ bản là vậy. Còn là với cái giá tiền mà 20 triệu để mua một chiếc 150 thì xe cũ thì cũng khá là nhiều lựa chọn. Ad Center cũng có luôn, nhưng mà bạn mình nó lại phái Winner này. Thì nó ngồi nó uống cà phê với nó thì nó cứ gạ mình là bán lại chiếc xe này. Đối với mình thì xe này thì không thể bán được rồi, tại vì bán rồi đi xe gì. Mà bán được có mười mấy 20 triệu thì chẳng lẽ mua lại chiếc bay và đi. Trong khi chiếc này cũng đang phục vụ mình đi chơi xa, tour xa vẫn khá là ổn. Và mình xe kỷ niệm mà sao mình bán được, đúng không? Đó, đâm ra là không có bán. Và cái vấn đề nữa là mình có nói với nó là thôi chịu khó mà dành thêm chút nữa mua xe mới đi luôn. Nếu mà thích V1 á, thì kiếm cái chỗ nào đại lý uy tín, nó còn xe lướt này chắc cũ thì mới mua, chứ đừng mua ba cái ở trên chợ tốt, trên mạng. Và cái xe nó độ rồi xong nó bắt về zin lại, ôi trời, nó bung máy hết trơn rồi, thì nó đâm ra nó lại xe nó còn giá trị nhiều. Thôi ở ngoài thị trường giờ gặp ba cái xe đó nhiều lắm, nó còn mua về cái tiền sửa không nó cũng hóa cái tiền sửa không thì nó bằng cái tiền mua xe mới. Nên là mình thì chủ yếu là tư vấn cho anh em vậy thôi. Còn để mà mua một chiếc xe thì với giá tiền 20 triệu này thì chiếc Winner thì cũng V1 này thì cũng ok. Đó, mà cần, nếu mà cần xe gấp quá thì chấp nhận mua cũ, nhưng mà lựa xe nào mà ổn chút để mà mua. Mình thì cũng không có kinh nghiệm gì nhiều trong cái xe cũ, nhưng mà khả năng là mình vẫn có thể nhìn ra được, nên là vẫn gạ mình mua bán lại chiếc xe này. Mình thì kêu thôi để đi anh em ạ. Tính ra là anh em bây giờ vẫn chuộng cái dòng V1 kinh khủng. Mình có mấy thằng bạn thấy xe mình cái gạ mua không à. Tại vì giờ hiếm khi mà có một người nào mà giữ chiếc xe ký và mình vẫn còn trong tình trạng hoạt động tốt như mình. Mình hứa với bạn luôn, không phải là muốn mình đâu, cũng khá là nhiều giữ xe dữ lắm. Họ chạy, thậm chí là họ không có chạy nhiều luôn. Mình là chạy nhiều rồi nha, nhưng mà mình vẫn biết cách bảo dưỡng chiếc xe của mình. Còn ra ngoài thị trường mấy chiếc xe họ mà mua đi bán lại đó, đa số là mấy chiếc xe đó là nó cũng đã tới rồi, tới công chuyện rồi anh em ạ. Nói chung nó dọn tới công chuyện, xong rồi nó đi độ xe, xong rồi độ sổ trái, bắt đầu là chán cái dòng này rồi, bắt đầu họ về zin lại, họ đi bán anh em. Ôi gặp mấy chiếc xe đó thì thôi anh em, hơi xui đấy. Và mà xui hơn nữa là mấy chiếc tai nạn. Thà là gặp những xe người quen như mình, mình bán đi cho những người quen thì cái người mua thì họ cũng yên tâm. Chứ còn mình mua ở trên mạng xã hội, xong mình gặp ngoài thì không nói con cũng tùy à. Cái đó là đối với những anh em mà tiền ít mà kiểu muốn mua chiếc xe sở hữu 150 để đi này kia thì sợ hư hỏng này kia. Chứ thật sự có nhiều anh em vẫn bỏ ra, vẫn thích chơi cái dòng Winner V1 này á, vẫn mua một chiếc xe kể cả chiếc xe đó bị banh chành, chiếc xe đó độ rồi, hoặc là chiếc xe đó chạy quá nhiều rồi, hoặc chiếc xe đó là quá là tàn rồi, nhưng mà họ vẫn mua về để là dọn kiển. Anh em dọn kiển với độ lại nhiều lắm, mua Winner về một độ nhiều lắm đó, nên là họ cũng không quan trọng cái vấn đề là cái chiếc xe đó như thế nào. Tại vì về là họ sẽ trùng tu lại, họ sẽ làm máy, họ sẽ độ sổ trái rồi, để thứ nhất là để kiển, thứ hai đi tour anh em. Nên cái vấn đề đó đối với những anh em này có tiền thì không có nói. Còn đối với những anh em như thằng bạn mình thì nó hơi bị hạn hẹp kinh tế, nên là đâm ra là cái vấn đề mà kêu mua một chiếc xe mới thì hơi khó, và mua chiếc xe cũ thì sợ là sửa nhiều. Thì không biết anh em thì suy nghĩ thế nào. Thì, tại vì có nhiều bạn mê cái dòng này quá, đông là lại thích đi Winner V1 mê quá, nên là không thể nào mà không mua được. Thì thôi không sao, mua về nhưng mà lựa mấy xe nào còn ổn chứ mà mua. Còn không thì mua trả góp một chiếc Winner V3 20 triệu thì trả góp bao nhiêu nửa chiếc xe rồi, mà lại có chiếc xe mới đi nữa anh em ha. Chứ tội gì đi xe cũ cho mệt. Và có nhiều anh em mê dáng này quá, thì mê dáng Winner V1 quá thì mới mua thôi, chứ thực sự mua chiếc xe mới trải nghiệm nó vẫn tốt hơn xe cũ cho anh em. Tội gì mua xe cũ đó. Mình vẫn khuyến khích thằng bạn mình là vậy đó anh em ạ. Ở thành phố tính ra là đông quá anh em ơi. Giờ bắt đầu về nhà ha. Lâu lâu lên hít cái bụi, hít cái khói của xe của thành phố chút, xong mình về quê lên sống nhộn nhịp quen rồi. Về quê thì lúc đầu cũng hơi buồn, nhưng mà sau này riết là nó quen cái mức sống nó khác anh em ạ, thoải mái hơn. Chuẩn bị ra quốc lộ 1A rồi nha mọi người. Mình lại thích cái kiểu vừa đi vừa chém gió với anh em quay vlog vậy nè, vừa đi đường vừa chém gió với anh em, nó vẫn vui. Hồi xưa thì hay quay cứ ngồi im nói, nó đâm ra là chán. Đi vừa nói chuyện với anh em vừa quay cảnh này kia thì nó khác biệt. Rồi đi qua đường cũng hơi mệt đó đẹp ạ. Rồi vô quốc lộ 1A rồi anh em ơi, cứ thế đề ba mà đi thôi ha. Mình thì không có tự tin là cái dòng Winner V1 này á là trong thời điểm bây giờ là không hot, nhưng mà có thể là 5 năm sau mà vẫn sở hữu một chiếc xe này, lúc đó không có biết nó như thế nào, và có thể nó có trở thành một chiếc xe, một cái huyền thoại gì đó không, mình không quan tâm lắm. Nhưng mà đến cả 5 năm sau mà mình vẫn đi chiếc xe này thì nó cũng là một cái gì đó là hiếm ha. Dám tự tin vậy thôi. Và cái dòng bản mà bản đời đầu như mình này, Winner đời đầu này, người ta Winner 150 á, anh em hay gọi là Winner V1 đó, thì về cơ bản là nhỏ gọn, cái dáng thì khá là nhiều anh em thích, nên là nói chung là đâm ra là hiện tại bây giờ vẫn rất là nhiều anh em mua một chiếc xe cũ dọn lại để đi đó, về cơ bản là vậy. Còn 5-15 sau mà nó thành huyền thoại hay không thì để thời gian đây, giống như Excenter anh em 210 đó, đến bây giờ là anh em vẫn tìm mà dọn lại để đi. Còn thằng Honda Winner này thì đến lúc đó thì không biết được, cũng hên xui ha. Tại vì cơ bản thì thành huyền thoại hay không thì do anh em mình thôi. Tới cái thời điểm đó tự nhiên vô tình có một cái luồng sóng gọi là tìm và săn lại những cái dòng V1 đời đầu này để mà đi á, thì nó lại thành cái trend khác. Và chắc là mình nghĩ mình làm vlog về chiếc xe này á, trung thành với chiếc xe này á, chắc ít lắm. Mình thấy là có một anh youtuber gọi là anh bé bút đó, ở Biên Hòa, mình cũng ở Biên Hòa này, vẫn mê cái dòng Winner V1 và thấy ảnh cũng hay đi tour Winner V1. Và tới thời điểm bây giờ mình vẫn mê cái dòng xe này và mình vẫn thích đi những cái dòng xe này. Để về cơ bản á, là cái đam mê của chiếc xe nó đang ngấm vô máu, và một khi đam mê chiếc xe nào thì khó thay đổi lắm anh em. Thà mua thêm dọn thêm, chứ còn mình đã mê cái dòng này rồi á, đâm ra là mình vẫn thích để lựa chọn để mà những cái cung đường và quay vlog với anh em về cái dòng xe này. Lâu lâu đổi gió sang xe khác cho nó đỡ khỏi nhàm chán thôi. Còn về cái chuyện mà quay vlog mà anh em thấy mình quay trước chiếc này hoài thì anh em thấy bình thường rồi. Vì cơ bản là mình thấy khá là nhiều anh em vẫn mê cái dáng của Winner V1 này ha. Và nó kiểu giống như là có nhiều anh em hạ phục thấp này, dọn nhỏ gọn là nhìn nó đã mắt lắm anh em, nhìn sướng lắm. Bởi vậy về cơ bản thì anh em vẫn thích cái kiểu nhỏ gọn này á, nên là vẫn mua xe cũ khá là nhiều. Còn cái chuyện mà xe cũ nó bị hư hỏng gì, có nhiều anh em cũng chả quan tâm vấn đề đó, cứ về là dọn để đi thôi ha. Tới cái khúc này thôi là thấy là nó trống rồi anh em ạ. Cái đường này là khu này là gần tới Dầu Dây rồi, nên là đường xá nó cũng trống thôi. Nắng lên rồi anh em ơi, giờ cũng đã nắng lên rồi. Để vượt qua chiếc xe này á. Đi đường xa là sợ nhất mấy ông nội xe khách anh em ạ, cứ tạt qua tạt lại ghê thế bà luôn. Mình nghĩ tới cái thời điểm hiện tại bây giờ đó anh em, chắc là ít người vẫn còn là giữ chiếc Winner V1 và làm vlog chúng mình. Mình vẫn trung thành với chiếc xe này, và anh em mà vẫn thích cái dáng của cái dòng đời đầu Winner 150, thường nói là Winner V1 đây, anh em vẫn thích cái dáng nhỏ gọn đẹp. Và cũng có khá là nhiều anh em không mua xe mới, không mua những cái đời V3 hoặc V2, vẫn mua cũ lại những dòng Winner V1 này để mà dọn. Còn cái chuyện rủi ro mà khi mua chiếc xe cũ á, thì có nhiều anh em cũng không quan trọng nữa, tại vì mua về để xác định để dọn lại, nên là giá thành nó rẻ, có 20 triệu là có mua sở hữu một chiếc xe cũ rồi, khá là rẻ, nên là anh em vẫn mua để dọn lại. Còn 5-10 năm sau mà cái dòng Winner V1 này không biết nó như thế nào, nhưng mà hiện tại thời điểm bây giờ là mình thấy vẫn khá là hot, và anh em vẫn lựa chọn mua xe cũ để mà dọn và đi khá là nhiều ha. Còn mình thì vẫn cứ thế, và trên con đường sau này vẫn có thể là có những chiếc xe khác thì sau này không biết được, nhưng mà riêng chiếc Winner V1 này mình sẽ giữ lại làm kỷ niệm và giữ lại để đi. Và sau này nó có hư hoặc là nó bị cái vấn đề nào khác á, thì vẫn giữ lại để dọn lại, hư là dọn, hư là sửa. Nói chung là xe này là thuộc dạng là xe xe cọp à, xe cọp là xe cái, là người ta gọi là để một chiếc duy nhất á, nó làm kỷ niệm. Nói chung là vậy đi ha. nôm na là không bao giờ không bán, nó không bán để là để đi và để làm kỷ niệm. Giờ mà bán đi rồi sau này ra ngoài đường là nhìn lại mấy cái dòng Winner V1 lại phái lại mua lại cũng như vậy anh em ha. Mà cơ bản là nó đang phục vụ mình khá là tốt đó anh em, nên là thôi giữ mà đi. Đó, đi về đường ba cái đường này sợ mấy chiếc xe tải lắm anh em ơi, xe khách đâu có bàn là bằng vô ổn thiệt chưa này. Đó, mình là những cái góc quay của mình là mình hay chia sẻ với anh em, và mình nghĩ là nhiều anh em vẫn thích dòng này vậy thôi. Còn mình thì nói về xe cũ thì anh em có quyền mua hay không mua thì tùy mọi người. Anh em đam mê thì anh em mua, còn không thì có số tiền đó thì vẫn mua cái dòng đời mới đi cho nó chắc kèo ha. Nhiều khi nghĩ cũng hay anh em. Mình thì thuộc dạng cũng yêu xe và chăm xe anh em ạ. Xe nào mình cũng cần phải có cái sự sạch sẽ và đẹp để ở trong chiếc xe anh em cũng biết rồi. Nhưng mà để mà nói để mà sở hữu một chiếc xe mà trải nghiệm tới bây giờ vẫn chưa đổi thì là cái chiếc này là chiếc đầu tiên là này. Chạy đến bây giờ mình vẫn không có ý định đổi xe, và mình vẫn ý định mình đi và mình làm vlog về trên chiếc xe này. Đối với anh em, những cái hành trình mà đi tour đi chơi xa á, mình vẫn thích đi cái dòng Winner, đi tour xa nè, hoặc đi chơi xa nè. Đi dòng Winner 150 này cũng khá là ổn rồi, cũng cần phải gì mà những dòng xe khác, tại vì cơ bản là mình chạy cũng không có hết ga hết số được. Và chiếc này nó đáp ứng được cái nhu cầu của anh em luôn. Mua xe cũ lại đi xa cũng khá là ổn, là đi chơi xa đi tour cũng êm. Máy thì cam đôi, máy thì cam đôi thì nó có thể là nó hơi kêu một chút, nhưng mà sử dụng thì khỏi phải nói. Đây mình chạy 5 năm nay rồi thì anh em cũng biết là mình chạy cỡ nào, thì nó vẫn trong tình trạng khá là ổn ha, vận hành ok. Và anh em biết rồi, của Honda mà, Honda thì cơ bản thì nó bền lắm. Mình không có phân biệt là Honda hay Yamaha, nhưng mà vẫn ưu tiên là Honda hơn một chút thôi. Thì đi xe phải bảo dưỡng mà, xe nào không bảo dưỡng thì cũng banh à. Nên là mình vẫn ưu tiên Honda một chút. Cơ bản này vận hành tới bây giờ là như vậy là khá là ok đối với mình ha. Anh em thấy không? Cái đoạn đường mà mình đi về quê thì khúc này, khúc lộ 1A Dầu Dây thì anh em cũng biết nhiều rồi, chia sẻ đi chia lại cũng vậy. Chỗ nào có bắn tốc độ mình cũng chia sẻ anh em khá là nhiều ha. Trên đoạn đường này cũng lặp đi lặp lại có nội dung quá là đâu, là anh em xem nó nhàm chán thôi. Phục này cứ đi tàn tàn thôi anh em ơi. Còn anh nó đứng góc kia nó lực bắn tốc độ là thí bà luôn anh em ạ. Một chiếc xe mà anh em đi mà để trải nghiệm là nó khác với một chiếc xe anh gắn bó. Trải nghiệm thì có thể nhiều cái phương hướng trải nghiệm, có thể anh em mượn xe anh em trải nghiệm, hoặc là anh em có thể mua một xe là nhiều chiếc xe anh trải nghiệm. Còn mình thì hiện tại đang trải nghiệm trên chiếc xe này và mình đang sử dụng chiếc xe này luôn. Tại vì cơ bản là không có cái vấn đề nào khác để phát sinh về chiếc xe này, nên đâm ra là mình vẫn cứ thế mà mình theo và làm vlog trên chiếc xe này, bảo dưỡng như bình thường, vẫn chia sẻ với anh em để có những cái nào mà nó không hợp lý trên chiếc xe hoặc là cần bảo dưỡng thì mình quay lên để mình nói, để mà cho anh em khắc phục thôi. Chứ đâm ra quay đi quay lại nhiều anh em lại nói mình có một cái nội dung quay đi quay lại để thay đổi nội dung đi tour thì kia mà chưa có điều kiện để đi tour nhiều, và cũng muốn đi lắm nhưng mà thời gian hiện tại bây giờ vẫn chưa thể nào mà đi được nha anh em. Đây là cái trạm bắn tốc độ ở Long Khánh. Đó, anh em đi khúc này là anh em biết, ông nào mà đi nhanh nhanh là bị bắn tốc độ. Cứ đi tạm tạm thôi, chả có việc gì mà phải gấp hết. Nếu mà gấp thì nó là đâm ra là lên trên kia mất vài xị. Anh em thấy không? Thấy chỗ này ông nào cũng đi từ từ là hiểu rồi. Mấy anh công an Đồng Nai thì dọc này là cũng cũng khá là thích bánh tốc độ gần Tết rồi. Mình thì khúc này mình có quen thuộc rồi, chả có việc gì mình sợ. Đó, này em thấy chưa, bánh tốc độ mà hồi giờ này một đống xe tải đứng đây là anh em hiểu à. Rồi tới khúc này thì cứ nài thôi anh em, khúc này thì cứ nài mà đi thôi. Rồi thì chắc là sẽ kết thúc cái video anh em ha. Thì cũng về tới đây là mình có công chuyện này kia thì quay thêm vlog tiếp, nhưng mà quay tới đây thôi để chia sẻ với anh em cái về chiếc xe Winner V1 này. Thì mua xe cũ hay không thì tùy anh em, và trong những video này mình vẫn thích chia sẻ về chiếc xe của mình, và mình vẫn đồng hành với chiếc xe của mình, và khả năng sau này vẫn như vậy thôi, cũng trung tình một chiếc xe ha. Chiếc xe này là dạng như chiếc xe duy nhất mình mua, và cũng là chiếc xe nhiều kỷ niệm mình vẫn giữ nó. Còn mua xe cũ thì anh em có nhiều cái hướng anh em chọn, mê dòng này quá thì anh em có thể chọn anh em mua, còn không thì vân vân thì mình vẫn ưu tiên anh em mua một chiếc xe mới để mà đi cho nó có cái trải nghiệm tốt nhất và trải nghiệm mới nhất thôi. Còn dòng này V1 thì cũng đã hơi cũ rồi, 5 năm rồi, thì tùy anh em thôi ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình ha. Thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì nếu thấy video nào hay thì cho mình một like, một đăng ký. Nếu là thấy video mình nó có cái nhiều cái vấn đề mà mình nói không có đúng thì anh em cho mình cái đóng góp ý kiến để mình thay đổi. Thì hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo nha. Xin chào.